Team sóng hấp dẫn xuất hiện rồi đấy ạ. Nhạc sĩ Đỗ Bảo. Đẹp trai quá kìa. Lời đầu tiên cho Đỗ Bảo xin được gửi lời chào tới tất cả các anh chị, các bạn, các cô, các chú. Dạ vâng. Vâng. Nghệ sĩ Thanh Lam thì phải. Vâng, và một người anh của team chúng tôi xin giới thiệu nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Dạ vâng. Hai anh đứng dịch luôn đấy. Lần đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả, các quý anh chị có mặt trong buổi tối hôm nay. Lần này là rất là may mắn khi tôi ra Hà Nội vào đúng cái dịp mà Hà Nội rất đẹp, đẹp nhất, phải nói đẹp nhất năm. Tôi thích đi lang thang trên những phố cổ, cảm giác nó thật là cô đơn, thật là, nhưng mà nó có cái nét đẹp cô đơn tôi rất là thích. May hôm nay khi vào khán phòng và buổi hòa nhạc này, tôi chợt thấy một cái tình cảm rất ấm áp của các vị khán giả dành cho ba anh em chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ vâng, thưa quý vị, như team sóng hấp dẫn, như ba anh em chúng tôi đã từng họp báo hai lần, từng thông cáo báo chí rất nhiều lần, và quý vị khán giả đã biết chúng tôi sản xuất sóng hấp dẫn từ đầu 2016. Và khi lần đầu tiên thì Quyên gặp nhạc sĩ Đỗ Bảo, Quyên cứ nghĩ rằng là Quyên sẽ sản xuất những dự án với từng nhạc sĩ một, và đặc biệt là hai nhạc sĩ mà Hoàng Quyên yêu thích như thế này thì đã trong dự định của Quyên rồi. Thế nhưng mà thật là may khi mà anh Đỗ Bảo nói rằng là em thích ai nữa? Dạ em thích cả nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Thế em có muốn là làm chung dự án không? Bạn của anh đấy. Không thể tưởng tượng được là Quyên lại may mắn đến thế. Lần trước ấy, khi mà em có tham gia một talk show ở VTV, có một bạn MC, bạn ấy nói như thế này. Bạn ấy nói rằng là tại sao một dự án mà lại hội tụ cả hai người giỏi như vậy, anh Võ Thiện Thanh, anh Đỗ Bảo, nếu như sóng hấp dẫn mà là một đội bóng thì đây là cái đội bóng mà có cả Ronaldo với cả Messi. Quyên vẫn nhớ mãi. Theo anh ạ. Em muốn hỏi anh Bảo rằng là lúc đó thì tại sao anh lại nghĩ ra ý tưởng là mình sẽ sản xuất dự án bắt đầu cùng với lại anh Võ Thiện Thanh ạ? Anh có thể chia sẻ với khán giả. Cảm ơn Quyên. Anh cho tôi trước khi trả lời Quyên và chia sẻ với các anh chị thì cho tôi chia sẻ một cái chuyện vui thế này trước đã. Tức là ngày hôm qua thì bọn tôi có ngồi với nhau ở một cái quán cà phê ở ngay bên khách sạn Metropole bên đường để nghĩ xem là tối nay xem là liệu có thể chia sẻ những cái điều gì. Xong rồi chúng tôi đứng dậy và chúng tôi đi về, ngồi hết cả buổi chiều và chúng tôi đi về, thì tôi đi trên đường về và tôi nghĩ rằng hình như là chưa bàn đến việc đấy. Chưa có chuẩn bị gì cả. Cuối cùng là không có một cái kết quả gì cả. Vâng. Thế là hôm nay chúng tôi sẽ là ở trong cái tình trạng là có cái cảm xúc như thế nào thì chia sẻ rất là chân thành, không có một cái sự chuẩn bị. Trở lại với cái câu hỏi của Quyên thì ngay từ khi mà Quyên nói chuyện với tôi về cái dự án sóng hấp dẫn ấy, thì khi đấy thì tôi đã rất là quý Hoàng Quyên rồi, và tôi cũng biết cái giọng hát của Hoàng Quyên qua một số những cái bài hát cũng như live show lần trước của Quyên. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cô gái mà có một cái sự quyết liệt trong nghề nghiệp, có một cái tài năng, có một cái giọng hát hay, một cô gái lại rất là trẻ nữa. Thực ra là một trong những cái cô gái có lẽ là trẻ nhất mà tôi từng làm việc trong cái công việc âm nhạc của tôi. Thế do đó thì tôi nghĩ rằng là nếu mà mình khai thác một mình thì cũng hơi tham quá. Một cái giọng hát hay. Vâng. Thì tôi có hỏi Quyên là thế em có nghĩ đến ai nữa không? Thì rất là may, rất là hay và rất là cái duyên. Thì
Trong số những cái nhạc sĩ, đặc biệt là những cái người nhạc sĩ đầu tiên khi Quyên nói đến thì có anh Quân Tiến Thành, là một người Anh mà phải nói rằng là Bảo từ xưa đến nay Bảo cũng rất là tôi rất là quý mến và trân trọng anh, theo dõi những cái hoạt động của anh, và anh cũng là một trong những người mà ở phương Nam, anh ở Thành phố Hồ Chí Minh mà anh viết nhạc, một trong những người mà hiếm hoi ở thế hệ của anh là 6X ạ. Còn viết nhạc mà rất là trẻ trung, như các anh chị có thấy đấy ạ. Những bài hát phải nói rất là trẻ trung, rất là hiện đại. Thì cộng với cả cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà tôi có một cái ý thức về về cái tuổi của mình, về cái vai trò quý ông, một cái vai trò của một người bắt đầu bước vào trung niên. Thì tôi nghĩ rằng là việc đầu tiên là bây giờ mình nên cố gắng, mình tìm và mình ủng hộ cái ý kiến là chọn một cái người nhạc sĩ hoàn toàn khác phong cách với mình, và là anh Quân Tiến Thành. Cũng như là anh ấy cũng không phải là một quý ông, anh cũng không phải là quý anh, mà tôi muốn gọi anh ấy là quý cụ. bởi vì tôi rất là quý anh ấy, rất là quý mến và rất là trân trọng từ bao nhiêu năm tháng rồi. Đó là lý do mà tôi nhấc máy và tôi gọi điện ngay cho anh Thanh, và thật là may, đúng là một cái duyên tình cờ. Chắc là cái này thì là may mắn nhiều hơn cho cả Hoàng Quyên nữa, cho Hoàng Quyên, là anh Thanh rất là hồ hởi và nhận lời ngay. Chúng tôi đã có một những cái năm tháng, những cái chắc là cũng có thể nói là năm tháng cũng được ạ, bởi vì nó cũng từ năm này sang năm sau, làm việc rất là hào hứng, rất là hiệu quả, và chúng tôi nó để lại rất là nhiều kỷ niệm cho chúng tôi. Anh xin nói thế thôi, xin cảm ơn quý vị. Còn anh ạ, anh cảm thấy như thế nào khi mà đến bây giờ cái kết quả của dự án của anh em mình theo đúng lộ trình và ngày hôm nay tại đây, đó chính là đêm nhạc sóng hấp dẫn ạ. Kính thưa khán giả, phải nói là cái tâm trạng và cảm xúc của tôi lúc này phải nói là thật sự là hạnh phúc. Chúng tôi đã hoàn thành được một cái tâm niệm mang đến cho khán giả những cái đẹp, những cái gì đó mà nó làm cho cuộc sống chúng ta thăng hoa hơn. Và không nói nhiều thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau mang đến cho các bạn một bài hát nằm trong album, đó là bài Như Là Cơn Mưa Tới. Xin các bạn hãy cùng nghe.